Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là bài pháp luận 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, và phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Trong điều này có hai phần, một là phải chừa bỏ những tật xấu, hai là phải làm tròn các điều thiện. Ngài khuyên những thói hư tật xấu phải răng chừa, như uống rượu, cờ bạc, hút á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Người đời thường gọi là tứ đổ tường, là bốn bức tường đổ. Nếu ai còn đắm mê các món đó thì cuộc đời sẽ hư hỏng, bê tha, trụy lạc, hoang đàm, trà đình tửu điếm, rồi nảy sanh ra muôn điều tội lỗi khác. Ngài khuyên chốn tửu điếm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có chen vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Ngài luôn luôn nhắc nhở người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn. Ma thứ nhất là rượu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu tai hại xảy ra, nguyên nhân cũng vì uống rượu. Rượu không những có hại cho sức khỏe bản thân, mà còn làm cho tâm trí con người không còn sáng suốt, khiến đưa đến những lời nói và hành động sai lầm. Chẳng những làm mất phẩm giá của chính mình, mà còn làm hại đến kẻ khác nữa. Thuở bé, chúng ta thường nghe câu chuyện cổ nói về tai hại của rượu như sau. Có một người tiều phu kia, ngày ngày vào rừng đốn củi để nuôi thân và mẹ già. Bỗng một hôm giữa đường gặp một hung thần. Hắn ta nói với người tiều phu rằng: số của nhà ngươi ngày mai phải chết. Nếu muốn sống phải làm một trong ba điều sau đây. Một là về nhà đánh đập mẹ ngươi, hai là đốt cháy nhà ngươi, ba là phải uống rượu thật say. Người tiều phu nghĩ rằng: mẹ là đấng sanh thành, ta làm sao dám đánh mẹ? Còn nếu đốt nhà rồi, lấy chỗ nào để nương thân? Chi bằng ta chọn uống rượu vậy. Nhưng than ôi, khi uống rượu say rồi, nói năng lạng quạng, bị mẹ la rầy, chàng ta chẳng những không nghe lời, còn đánh lại mẹ và đốt luôn cả nhà. Duyên tại Hoa Kỳ, trên báo chí hàng ngày có biết bao tai nạn chết người xảy ra vì người say rượu lái xe. Thế nên luật pháp đã dành những hình phạt rất nặng cho người vi phạm luật này. Chính vì uống rượu gây ra những hậu quả trầm trọng như thế, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ từng nhắc nhở rằng: tửu nhiễm vào thân thể bất an, và Ngài đã đưa rượu vào đầu giới cấm. Về tệ nạn cờ bạc, tục ngữ Việt Nam có câu: cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết ra chân vào cùng. Biết bao người vì thua cờ bạc mà phải bán hết gia sản, bán cả bàn thờ lư hương. Lắm khi con gái mới 12, 13 tuổi bị chính cha mẹ ruột gài bẫy bắt con thất thân với người đáng cha đáng chú để trừ nợ hoặc để vay tiền đánh bạc, rồi bần cùng sanh đạo tặc. Vì muốn có tiền để bài bạc, có người phải đi trộm cướp nên bị bắt vào tù làm điểm nhục tông môn. Cư sĩ Bàn Long Quẩn có những câu thơ bất hủ sau đây: phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân, đổ bát môn trung mặc khứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện, giải giao phú quý tác cơ bằng. Có nghĩa là phàm làm người có hàng trăm nghề nên theo, nhưng cửa cờ bạc thì đừng đến gần, vì nghề này khiến cho bậc anh hùng phải trở thành người hèn hạ, và kẻ giàu sang trở thành người nghèo khó. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng từng khuyên: đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Hay trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ, lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát, chớ chen chân. Nếu lỡ cơ, mua tảo bán tần, thân trí cực, nợ lần thân chẳng dứt. Nếu có ai chưa tin,
xin hãy nhìn lại những người trong xóm làng của mình, sẽ thấy rõ. Đối với hai ma, còn lại là hút ác phiện và chơi bời theo đàn điếm, Ngài nghiêm khắc bảo phải răng chừa. Về ác phiện phải cử tuyệt, không được hút một điếu nào, trừ những người đau mà thầy thuốc bảo dùng cho hợp với những vị thuốc khác thì có thể châm chế. Về điếm đàn, trai thì gian tà xảo quyệt, gái thì đĩ thỏa dâm ô. Thế nên Ngài khuyên điếm đàn đĩ thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao, hoặc là ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đĩ ma cô nghề hút máu. Đối với bốn tật xấu trên, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên nên tránh hẳn. Đồng thời với sự ngăn ngừa những điều không tốt, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên hành giả phải thực hành các điều thiện, những điều nên làm. Thế nên trong điều răn cấm thứ nhất, song hành với việc khuyên bỏ tứ đổ tường, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyến tấn tín đồ phải giữ tròn luân lý tam căn ngũ thường. Luân lý là những điều đạo lý tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục của xã hội loài người. Một xã hội mà không có luân lý thì không còn là xã hội loài người nữa, vì con người sống không khác gì loài thú. Tam căn là quân thần căn, phụ tử căn, phu thê căn, tức là đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng. Đối với người chưa có gia thất thì là đạo thầy trò. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: đạo tôi chúa chặt gìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Đó là ba diện mối mà con người cần phải vẹn giữ. Đạo làm công dân phải tận trung với đất nước, làm con phải hiếu thuận với cha mẹ, giữa vợ chồng thì ân nghĩa song toàn, phận làm thầy thì tận tâm dạy dỗ, bổn phận học trò phải hết dạ tôn kính phụng hành. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là báo quý. Ngũ thường, ngũ thường là năm mối thường hằng mà mọi người cần hiểu rành để cư xử cho đúng đạo làm người, gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đức Huỳnh Giáo Chủ có câu: ngũ luân lễ nghĩa năm hằng, nhân là keo, là hồ, để hàng gắn lại bao vết thương lòng của nhân loại. Người có lòng nhân hay tha thứ kẻ lỗi lầm, hay giúp đỡ người khác từ miếng vải, bát cơm, không chủ trương sát sinh hại mạng, và đối với cha mẹ thì đầy lòng hiếu hạnh. Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên: lòng nhân tinh khá tập luyện. Nghĩa, người có nghĩa là người có tấm lòng tốt, hay làm các việc có lợi ích cho mọi người, đúng theo con đường đạo lý mà không vụ danh vụ lợi, dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng luôn luôn giữ tiết tháo và không bao giờ chủ trương làm những việc bất lương. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Lễ là tiêu biểu cho sự kính trọng của mình đối với người khác, từ cách chào hỏi đối đáp cho đến việc cung kính tại các nơi tôn nghiêm thờ phượng. Trong gia đình, từ ông bà cha mẹ đến anh chị hoặc với người lớn tuổi thì gọi dạ bảo dân. Khi gặp có khách dù lạ hay quen cũng nên đối đãi tử tế, luôn luôn lấy lời lễ độ chào hỏi. Như vậy chẳng những có được nhân cách lịch sự mà còn gây được cảm tình đối với người khác. Trí tức là sự sáng suốt, trước khi nói hay làm việc gì đều dùng trí suy xét cẩn thận, phán đoán công bằng ngay chánh. Như lấy trí nhận xét các thứ rượu chè, cờ bạc, đàn điếm, hút sách như vừa kể trên, đều có hại cho cơ thể, cho danh giá gia đình, cho đất nước, nên nhất quyết không để đắm nhiễm. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lòng lạc nẻo tà. Tính có nghĩa là tin, lòng tính thành đối với đạo pháp, như câu
cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đối với bạn bè phải trung thực, trước sau như một, không hề thay đổi. Như vậy, khi hành được ngũ thường thì không còn phạm ngũ giới nữa. Vì hành được chữ nhân thì không sát sanh, hành được chữ nghĩa thì không đạo tặc, hành được chữ lễ thì không tà dâm, hành được chữ trí thì không ô nhiễm tửu sắc tài khí, hành được chữ tín thì không vọng ngữ. Tóm lại, với điều răn cấm thứ nhất này, Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn cho người tín đồ hành xử trọn vẹn đạo nhân, tức là cái đạo làm người. Con người sống bê tha vất vả, mà là con người ăn ở đúng theo luân lý, phù hợp với đạo tam ca ngũ thường. Đây là khoảng hoàn toàn tu nhân. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Trong những điều răn cấm thứ nhì có hai ý. Ý thứ nhất, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy tín đồ trong việc làm ăn cần phải bỏ tánh lười biếng, nên siêng năng tiết kiệm. Vì nếu siêng năng mà không tiết kiệm thì dù làm bao nhiêu tiền cũng phung phí hết. Điều cần nhớ, tiết kiệm đây không phải là hà tiện, mà là biết cách xài tiền. Việc nào đáng xài thì xài, không đáng thì dành lại cho việc công ích khác. Xong, không phải chỉ lo làm ăn mà thôi, còn phải lo tinh tấn tu hành. Nếu lo làm ăn mà chẳng lo tu hành, thì suốt đời chỉ đem thân tâm ra phục vụ cho vật chất, rồi vương nhiều nghiệp tội, rốt cuộc nhắm mắt cũng nắm hai tay. Linh hồn phải luân chuyển báo đền. Bằng tu mà không lo làm lụng thì lấy tiền đâu để sinh sống và giúp đời. Thế cũng không an tâm tu niệm, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên hãy sốt sắng làm ăn cần thiết. Ý thứ hai là không nên oán hận, thù hiềm hoặc gây gỗ với mọi người, dù ở trong nhà hay ngoài xã hội. Hãy mở lòng thương yêu nhẫn nhục và khoan dung những kẻ lầm lỗi với mình. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Chủ đích điều răn thứ nhì là Ngài khuyên dạy tín đồ bỏ tánh biến đổi, giải đãi, hẹp hòi, sân hận, mà phải rèn luyện các đức tánh tiết kiệm, tinh tấn, bi mẫn, khoan dung. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Trong điều răn cấm thứ ba có ba ý. Ý thứ nhất, Đức Huỳnh Giáo Chủ răn tín đồ không nên ăn xài phung phí và chưng dọn lòe loẹt từ y phục đến nhà cửa. Vì dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Đành rằng người ta phải ăn để sống, mặc để kính thân, song không nên ăn diện thái quá. Tục ngữ có câu, khi lành dành khi đau. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng bảo: lo ăn xài trà rượu xình xoàn, chừng khổ não phàn nàn căn số. Và nào lụa là lãnh nhiễu tố xô, chớ ham muốn mà sao lao lý. Hơn nữa, chung quanh ta còn có biết bao nhiêu người đang cần sự trợ giúp, cần sự thương yêu đùm bọc của kẻ có tiền dư, lá lành đùm lá rách. Ngài hằng cảnh tỉnh: mạng điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xoay. Và khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Thế nên người biết đạo không nên ăn diện thái quá, mà nên sống thanh đạm để có thì giờ tu học và vui tiền của bố thí giúp đời. Ý thứ hai là diệt lòng ích kỷ. Từ chỗ ăn xài chân diện, có người đâm ra ham muốn lợi ích riêng tư, rồi nghĩ cách lợi dụng tiền của. Họ lợi dụng lòng tốt của mọi người, của quốc gia, của đạo giáo, không mà nghĩ đến đạo lý là gì. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên tín đồ:
dù gặp cảnh nào cũng rèn lòng chân chính, ngay thật, ăn ở đúng theo đạo lý. Ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm vô Phật, gửi thân liên đạt. Ý thứ ba, bởi lòng tham lam ích kỷ có sẵn, lúc nào người ta cũng muốn danh cho lớn, lợi cho nhiều, nên thường bưng bợ kẻ giàu sang quyền tước, phụ bạc người nghèo hèn thấp kém. Để chừa tánh xấu ấy, Đức Huỳnh giáo chủ chỉ rõ: muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ và giữ lòng cương trực đối với mọi người, dù nghèo hay giàu, đều xem bình đẳng như nhau, không sư phụng. Ngài cho biết: giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết, dầu cười hay khen. Như vậy, chúng ta thấy ở điều răn cấm thứ ba, Đức Huỳnh giáo chủ dạy tín đồ phải tu tập cho mình có được các đức tánh thanh đạm, chân thật, ngay chánh, cương trực và bố thí. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần, thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Đây là những tật xấu của hàng phụ nữ. Ở nước ta, các bà có tật hay kêu trời, kêu Phật, kêu thánh, kêu thần, khi thì để nguyền rủa, như trường hợp trù ẻo người khác, khi thì mời thỉnh làm chứng hay thề thốt. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, nơi nơi đều nghe tiếng kêu thần réo thánh, cho nên Đức Huỳnh giáo chủ có khuyên: ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính, bệnh ôn dịch cũng đừng mời thỉnh, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Và thánh thần đâu có thiếu tiền, mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Ta có biết đâu, những lời kêu gọi thánh thần chẳng những tạo cho khẩu nghiệp, mà còn đắc tội với những đấng thiêng liêng đáng cho đời phụng thờ cung kính. Các ngài đã dứt sạch lòng trần, siêu thoát ngoài cõi tục, không bận chút riêng tư, thì còn can phạm gì đến ta mà ta kêu gọi? Đức Huỳnh giáo chủ đã than: trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh tối ngày, đời âm mưu tội trạng thảm thai, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong, chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ách. Muốn chừa bỏ được, ta phải thay vào bằng những lời nói hiền lương đức hạnh, tao nhã thanh bai, để đối xử với mọi người, tức là hành cho được hạnh chánh ngữ. Thế nên Đức Huỳnh giáo chủ có khuyên: lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, vì rằng dịu dàng đối trị lỗi ỷ ngôn, trong sạch đối trị lỗi ác khẩu, đoan chánh đối trị lỗi vọng ngữ, hiền từ đối trị lỗi lưỡng thiệt. Tóm lại, với điều răn cấm thứ tư, Đức Huỳnh giáo chủ muốn rèn luyện cho tín đồ của Ngài hành chánh ngữ vậy. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha thứ cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì nó ăn quen, sẽ nhiễu hại ta. Điều răn cấm thứ năm này có ba ý. Ý thứ nhất là bớt sát sanh. Phàm những người tu tại gia chưa thể trường chay tuyệt sát được, nên còn phải ăn chay kỳ. Chay bốn bữa ấy là quy tắc, hoặc lục chay hay thập chay, tất phải còn làm thiệt hại mạng sống các sinh vật không nhiều thì ít. Cho nên Đức Huỳnh giáo chủ dạy tín đồ:
trước tiên nên cử ăn những con vật có công đối với đời, từng nuôi nấng giúp ích cho ta rất nhiều, như trâu bò giúp cho ta cày bừa ruộng rẫy, chó mèo giúp cho ta giữ nhà canh cửa, còn ngựa ngoài việc chuyên chở những đồ nặng nhọc còn giúp ích trong công việc cơ binh, từng góp sức góp công trong những lần bảo vệ non sông. Hơn nữa, những con vật vừa kể lại là loại mà phần tri giác rất gần với nhân loại trên đường tiến hóa. Nó đã đạt đến mức sắp bước qua loài người. Ta nên yêu thương và trợ trưởng nó trên đường tiến hóa. Và cũng từ chỗ biết ơn mà không sát hại sinh vật sẽ tiến tới lòng nhân và lòng từ bi bình đẳng, và cuối cùng đạt tới trường chai tuyệt giới. Ở một đoạn khác, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng dạy: giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Ý thứ nhì là không nên giết sanh vật để cúng tế, vì các thần thánh ở cảnh giới siêu hình chẳng có xác thể như loài người, và mỗi cảnh giới đều có thức ăn riêng. Hơn nữa, các ngài nhờ lòng ngay thẳng, công bình, ái quốc yêu dân nên mới hưởng được quả vị thánh thần. Cho nên bổn phận các ngài là ủng hộ tất cả chúng sanh, chứ chẳng lẽ vì ăn đồ cúng kiến mà ban phước, hay vì thiếu lo lót mà giáng họa cho chúng sanh sao? Đức Huỳnh Giáo Chủ có khuyên: bớt giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng, hoặc đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Và căn cứ theo luật nhân quả, ai làm lành thì hưởng phước, tạo ác thì mang tai, có sát sanh thì hay bệnh tật. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Cho nên ngài hằng giải tín đồ hãy mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Ý thứ ba là nhận định tà chánh. Nếu chúng ta còn mê tín sát sanh hại vật, cúng thần thánh để cầu phước, thì chỉ có tà thần hưởng mà thôi. Mà hễ họ hưởng được một lần, tất sẽ ăn quen tìm cách phá khuấy ta nữa để cúng cho họ hưởng. Thử xét việc thế gian là biết, hễ có quan thanh liêm thì có hạng ăn hối lộ. Tuy mang hình thức giống nhau, nhưng tâm ý có kẻ tà người chánh. Thế nên Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên: đừng theo lũ quỷ lũ ma, cúng kiến nó mà nó phải ăn quen. Tóm lại, chủ đích điều răn thứ năm là Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn dạy tín đồ hãy bớt sát sanh và bỏ sự tin mù quáng, nên tập đức hiếu sinh và tin đúng lý nhân quả vậy. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ giúp cứu người lỡ đường đối rách tàn tật. Điều răn thứ sáu có hai phần. Phần thứ nhất, Đức Huỳnh Giáo Chủ cấm không cho tín đồ đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo cho người chết. Trước năm Kỷ Mão 1939, dân ta còn tin tưởng một điều rất vô lý là tục lệ đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo, vì chưa suy xét cho rõ ràng. Tục lệ này do người Tàu bày ra trong thời kỳ nước ta bị họ đô hộ. Nguyên khởi là do Dương Luân, cháu của Dương Dư, lập mưu với người bạn, cho người bạn giả chết. Đợi khi đem chôn, Dương Luân bèn đem giấy tiền vàng bạc đến đốt, nói để xin chuộc mạng. Khi đốt xong, bạn của Luân sống lại, do đó người đời tin theo. Khi Đức Huỳnh Giáo Chủ khai đạo, ngài đã cảnh tỉnh: những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Thật ra có rất nhiều lý lẽ chứng tỏ việc đốt giấy tiền vàng bạc là vô lý. Theo kinh Phật thì âm phủ, tức cảnh giới địa ngục, do Diêm La Vương cai quản. Nơi đây công bình nghiêm chỉnh, những kẻ ở thế gian làm điều tội lỗi có khi qua mắt được pháp luật, nhưng lúc chết tới trước Diêm Vương không giấu được điều nào cả. Thế thì làm sao hối lỗi cho được,
Đức Quỳnh giáo chủ bảo: Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Cũng theo kinh Phật, sau khi chết, con người chỉ còn trung ấm hay thần thức. Những thần thức ấy sống bằng thức thực, đâu có như ở thế gian phải cần dùng tiền để mua vật dụng ăn uống đâu. Còn nữa, đã tu hành thì ai cũng muốn cho mình và ông bà cha mẹ về tiên cảnh hay siêu thoát. Lúc đó lại lo gửi tiền xuống địa ngục. Tu để đi lên mà tâm nguyện đi xuống, thử hỏi có trái ngược và vô lý không? Đức Huỳnh giáo chủ còn cảnh giác thêm: Vàng bạc bởi tay khách trú làm, Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham. Giấy quần, giấy áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm. Phần thứ hai là nên dành số tiền lãng phí ấy để trợ giúp cho những người lỡ đường, đối rách, tàn tật. Hãy thử cộng lại số tiền đã dùng vào việc mê tín này trong cả một đời người, quả là không nhỏ. Thế nên Đức Huỳnh giáo chủ khuyên chúng ta đừng làm nữa, hãy dành số tiền đó vào công việc phước thiện thì tốt biết bao. Muốn cho rắn đặng quá phù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Và kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là. Hoặc nếu đã tĩnh tâm tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Với điều răn cấm thứ sáu này, Đức Huỳnh giáo chủ muốn dạy tín đồ phá cái ốc mê tín tà kiến, hãy rèn luyện cho mình được chánh kiến và chánh tín đúng với chân lý, đồng thời mở lòng bố thí để vun trồng cõi phúc chờ mùa trổ bông. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Sau khi đưa tín đồ từ chỗ tu nhân đến chỗ khai tâm, Đức Huỳnh giáo chủ tiến đến chỗ khai trí bằng cách khai mở đức tính, suy nghĩ nghiệm xét. Đây là một mục tối quan trọng trong tám điều răn cấm. Nó là chiếc chìa khóa mở cửa vào con đường đạo. Nếu không mở được cửa trí thì khó mong công quả đạt thành. Vì rằng nếu người tu hành thiếu óc suy xét thì không sao thoát khỏi chốn mê lầm, dễ nhận ngụy làm chân, nhận tà làm chánh. Khi đã có cái nhận định sai lầm thì rất uổng công phu tu hành, cũng như trứng khi không biết ấp thành ra ung rửa. Đem sỏi muốn nấu thành cơm thật là uổng phí cuộc đời. Suy xét là biết suy nghĩ thật kỹ để tìm hiểu rõ nguồn cội của các việc làm cho minh bạch lý chơi, sau đó mới phán đoán chính xác đúng với thật tướng, với lý chân thật. Luận bàn chân lý cho minh, việc chi xét đoán xảo tinh mới là. Và trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dù việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Ở đây Đức Huỳnh giáo chủ bảo ta suy xét cả hai phương diện, sự đời và sự đạo. Sự đời là việc cư xử đối với mọi người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Ta phải suy xét đâu là chính nghĩa, đâu là tà ngụy. Chính nghĩa sẽ đi đúng với lẽ phải, với lòng dân, với đại nghĩa của quốc gia dân tộc, không vụ danh lợi. Trái lại, những việc gì không đúng với lẽ phải, không hợp lòng dân, không phụng sự cho đại nghĩa quốc gia dân tộc, vụ danh, vụ lợi là tà ngụy. Đơn cử trường hợp của quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực để cho ta nhận rõ chánh nghĩa. Trong bài nguyện quy y, Đức Huỳnh giáo chủ đã dạy: Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngài, tu hiền theo Phật đạo.
mấy ngày ở đây có cả Phật Tổ, Phật Thầy và Ngài Nguyễn Trung Trực. Xét ra, quan thượng đẳng đã bị thực dân Pháp hành quyết, nghĩa là việc làm chống Pháp, chống xâm lăng của Ngài không được thành công. Vậy mà Đức Huỳnh Giáo Chủ lại bảo ta quy y theo Ngài, vì chính Ngài đã phụng hành chánh nghĩa. Thế nên, khi đã nhận xét ra chánh nghĩa, thì dầu phải gian nguy, ngay cả phải hy sinh tánh mạng, ta cũng vẫn không từ chối hay tìm đường thối thoát. Đó là về phương diện đời. Về phương diện đạo, ta phải suy xét cho ra chánh pháp, rồi mới phụng hành theo giáo lý chân truyền của Đức Thế Tôn. Trái với chánh pháp là tà pháp, mà tà pháp thì đưa chúng sanh theo ma vương quỷ quái. Nếu nhận quỷ làm chơn, nhận tà làm chánh, thì rất uổng công phu tu học. Đức Huỳnh Giáo Chủ có khuyên: đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, hay nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Và ở chỗ khác, Ngài cũng dạy: đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo, rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật, rồi vô giả lập bàn thờ Phật, mà chưa hiểu ông Phật thế nào và tại sao phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, thì càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác, nhạo chê quỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Cho được tránh những điều ấy, trước khi thờ, học đạo nào, hay theo ông thầy nào, ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng. Chừng hiểu biết rõ ràng, ta sẽ hành theo đạo ấy, thầy ấy. Chẳng được như vậy, dù mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh, cũng chẳng ích chi cho mình cả. Đừng bả đau tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Vì đâu đọa thân uổng kiếp? Vì rằng nếu ta theo tà pháp tà giáo, thì chẳng những uổng kiếp tu hành, mà còn đọa thân ở hậu lai. Bởi ta kết duyên với phe tà, thì muôn đời ngàn kiếp phải làm tôi tớ cho ma quỷ. Nếu ta suy xét cho minh lý, nhận được chánh nghĩa, chánh pháp, tức là ta không còn lầm lộn trong ngũ động xử và ngũ lợi xử. Thưa đồng đạo, trước khi tiếp tục đề tài này, xin đồng đạo vui lòng cho biết thế nào là ngũ động xử. Ngũ động xử là năm món phiền não, ngu động, gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. Một, tham là lòng tham muốn quá độ. Hai, sân là tâm nóng nảy hận thù. Ba, si là lòng mê tối lầm lỗi. Bốn, mạn là tánh ngã mạn, cống cao tự phụ, háo thắng. Năm, nghi là lòng nghi ngờ, còn do dự không quyết đoán. Và còn ngũ lợi xử là gì ạ? Ngũ lợi xử là năm món phiền não lanh lợi, gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Một, thân kiến, chấp thân ngũ uẩn giả hợp là thật. Hai, biên kiến là chấp một bên, như chấp thân này còn hoài, hay chấp thân kia chết đi là hết, hoặc chấp có chấp không. Ba, tà kiến là chấp theo các chủ thuyết tà vậy, như mê tín dị đoan, chẳng tin lý nhân quả, ngược lại chánh kiến. 4. Kiến thủ là bảo thủ các điều hiểu biết sai lầm của mình. 5. Giới cấm thủ là chấp giữ các giới lặt vặt vô lý. Một khi đã phá được ngũ động xử và ngũ lợi xử, theo nhà Phật là đã chứng quả tu Đà Hoàng, tức là quả nhập lưu, là một quả thấp nhất trong bốn quả thánh, như con thuyền mới vào được dòng nước, giống như một người vừa phá được vòng rào, mở được cánh cửa,
còn phải trải qua sân lên thềm, vào nhà rồi mới có ngôi vị. Ví bằng không mở cửa được mà cứ mãi đi lanh quanh bên vòng ngoài, thì sớm muộn sẽ đạp trong gai hay lọt xuống hầm hố. Tóm lại, điều răn cấm thứ bảy rất quan trọng là chìa khóa giúp cho hành giả mở rộng cửa chân tâm để chứng thành Phật đạo. Ví như người đi đêm sẵn có ngọn đuốc tột sáng, không hề lầm đường lạc nẻo. Chủ đích điều răn cấm thứ bảy là Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn dạy tín đồ dẹp phá tà kiến, mê lầm và diệt trừ 10 món phiền não căn bản, để rèn luyện cho mình được chánh trí và chánh kiến. Điều thứ 8, tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Trong điều răn cấm thứ 8 có 3 ý. Ý thứ nhất, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên dạy tín đồ rèn luyện tình thương yêu đoàn kết. Bởi đạo Phật là đạo từ bi, tình đạo Phật là tình thương yêu đoàn kết. Chẳng những có tình thương yêu giữa đồng đạo mà còn thương cả nhân loại. Ngài nói, nếu thiệt người thì biết thương người, vả lại, cây từ bi mọc lên từ hạt giống tình thương lòng nhân, rồi trổ quả bồ đề chánh giác. Cho nên muốn được kết quả Phật, hành giả phải có tình thương trước nhất, xong cũng phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Tình thương là phải xem nhau như ruột thịt. Trong một rừng cây, có những cây to tàn cao rậm rạp, thì cũng có những cây nhỏ cành ngắn rễ nông. Những cây đó cùng nương tựa lẫn nhau mà đứng vững trong những trận giông to bão lớn, và cũng nhờ chung hợp với nhau mới thành một cánh rừng. Về tín đồ cũng vậy, có hạng hạnh cao đức cả, có hạng căn mỏng nghiệp dày, kẻ cao dìu kẻ thấp nương người cao mà vẫn bước trên con đường tu học. Nhờ có tương trợ tương ái, hiệp sức vầy đoàn mà khối tín đồ thành sức mạnh bảo trợ lẫn nhau, và đạo pháp cũng nhờ đó mà vẫn bước trên con đường hoằng dương quảng bá. Thế nên mọi người không nên phân chia thù ghét, mà phải thương yêu đoàn kết lẫn nhau, để khỏi phiền lòng Đức Tôn Sư như Ngài Hằng thổ lộ: ngày nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ, thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Ý thứ hai là lòng giác tha, tức là phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Bởi chỉ có con đường đạo đức mới giúp cho ta và mọi người hết khổ. Nếu ta có được tự giác và tình thương mà không thể hiện, tức là còn trong vòng ích kỷ. Trong quyển Khuyến Thiện, Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: mình đã gặp con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Thế nên ta phải thấy rằng mọi người đều có bổn phận dìu dắt lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau thoát khỏi quan trái luân hồi cai nghiệp, hầu tiến tới chỗ trọn lành trọn sáng và giải thoát như nhau. Ý thứ ba là tu cho mình được trọn lành trọn sáng. Theo ý của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy có hai cách như sau. Cách thứ nhất, đền đáp tứ ân và diệt thập ác là trọn lành, hành bát chánh và niệm Phật là trọn sáng. Muốn cho mình được trọn lành, phải ngăn ác hành thiện. Vì nguyên nhân của luân hồi sinh tử là do 10 điều ác, chính nó là nghiệp nợ, tức là nợ do mình gây tạo, nên trừ dứt nợ là ngăn ác. Còn đền đáp tứ ân là trả được ân nợ, tức là nợ do mình thọ ân và còn tạo được vô lượng phước đức, nên gọi là hành thiện. Lại nữa, người tu ví như kẻ làm ruộng, phải ăn năn phước điền tạo tác,
Muốn ruộng có kết quả tốt, trước phải nhổ cỏ, ngăn ác, rồi mới đem lúa gieo vào, hành thiện, thì ruộng mới trúng. Bằng gieo lúa mà không nhổ cỏ, thì cỏ sẽ ăn lan hết lúa. Hay nhổ cỏ mà không gieo lúa, cũng không có lúa để mà ăn. Thế nên Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy, muốn làm tròn nhân đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết, hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu, phải tránh đừng cho thiếu nợ. Đây thuộc phần tu nhân. Và có ngăn ác, hành thiện mới gọi là trọn lành. Muốn được trọn sáng, phải hành bát chánh đạo và niệm Phật. Đây thuộc phần học Phật, tức tu Phật. Bởi hành giả có diệt trừ vọng niệm phiền não, tâm mới thanh tịnh và trí huệ phát khai, trọn sáng. Cho nên phải trì hành bát chánh, vì trong đó có những chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, giúp ta diệt hết phiền não tán loạn, tức tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Và hành giả chuyên tâm niệm Phật để trừ hết vọng niệm chúng sanh, phiền não, cho đến khi nhất tâm bất loạn và được đồng hòa với bổn lai thanh tịnh, tức là được trọn sáng vậy. Cách thứ hai là tu theo ba điều cần yếu của Đức Quỳnh Giáo Chủ chỉ dạy, là làm hết các việc từ thiện và tránh tất cả điều độc ác là trọn lành, còn quyết rửa tấm lòng cho trong sạch là trọn sáng. Tóm lại, ý thứ ba là nếu người tu được trọn lành trọn sáng, dù chưa đắc đạo tại thế gian cũng được vãng sanh về cực lạc, và sau khi hoàn thành Bồ Tát đạo thì trở lại cứu độ chúng sanh. Thưa đồng đạo, một lần nữa xin đồng đạo vui lòng cho biết, tại sao khi người tu đã được lên cõi cực lạc rồi, không trụ nơi đó, mà lại khi học đạo hoàn toàn phải xuống trần cứu vớt chúng sanh? Là vì Đức Huỳnh Giáo Chủ khai thị giáo pháp Đại Thừa, chuyên tu Bồ Tát hạnh, cho nên dù có đạo quả đắc thành cũng không trụ ở cõi an vui, mà còn tái tiếp xuống trần độ sanh cứu chúng. Phương chi trong lúc tu tịnh độ do tâm niệm Phật chuyên nhất và nhờ Phật lực hộ trì mà được vãng sanh lên cõi cực lạc. Hột giống nghiệp chưa dứt tuyệt, cho nên phải trở lại cõi trần. Một là trả tiền nghiệp, cứu vớt những thân nhân như tổ tiên cha mẹ, là những đấng trợ trưởng rất nhiều trong những kiếp đã qua. Hai là lập công bồi đức để trang nghiêm hạnh Bồ Tát, xây đắp nền tảng kiên cố cho Phật quả ngày mai. Tóm lại, chủ đích điều răn cấm thứ 8, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy tín đồ tu pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật làm lành, tránh ác và diệt phiền não. Đồng thời, hãy mở lòng thương yêu đoàn kết, tự giác giác tha để tiến tới trọn lành, trọn sáng, giác hạnh viên mãn. Cứ theo trình tự mà Đức Quỳnh Giáo Chủ sắp xếp trong 8 điều răn cấm, chúng ta thấy từ điều thứ nhất đến điều thứ 8, tín đồ khi nghiêm thủ giới luật, có sự tu tiến từ hạnh thấp đến hạnh cao, thực hiện được. Điều thứ nhất là hoàn bị hạnh tu nhân. Điều thứ nhì là rèn luyện những đức tánh cần kiệm, tinh tấn, khoan dung. Điều thứ ba, rèn luyện những đức tánh thanh đạm, chơn chánh, bố thí, cương trực. Điều thứ tư, hoàn bị hạnh chánh ngữ. Điều thứ năm, rèn luyện đức tánh hiếu sanh. Điều thứ sáu, hoàn bị hạnh chánh kiến. Điều thứ bảy, khai mở chánh trí. Điều thứ tám, gây tình tương thân tương ái và khai thị pháp môn tịnh độ. Nói tóm lại, với 8 điều răn cấm, Đức Quỳnh Giáo Chủ muốn dạy khuyên tu nhân đạo: điều thứ nhất, khai mở tâm lành và tánh tốt. Điều thứ hai đến điều thứ năm, khai mở chánh kiến và chánh trí. Điều thứ sáu và thứ bảy, hoàn thành đạo quả, giảng sanh cực lạc.
Điều thứ 8. Tất cả 8 điều răn cấm đều không phải dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, muốn đạt thành đạo quả vãng sanh về cõi cực lạc, điều quan trọng hơn hết là phải hoàn thành điều răn thứ 7. Vì nó có công năng phá trừ ác kiến, nó ví như chiếc cầu bắc ngang Bồ Tát Ngạn, phải đi ngang qua nó mới tới bờ bên kia, mới đạt được cứu cánh giải thoát. Nếu không phá được ác kiến để mở cửa chánh trí, thì dù có nghiêm thủ 6 điều răn trước cũng không sao tiến xa trên con đường đạo. Vì rằng không phá được ác kiến thì trước sau vì cũng không tránh khỏi rơi vào hầm hố của mê lầm. Thành thử bao nhiêu công phu tu tập nghiêm thủ 6 điều răn đầu đều hóa ra uổng phí. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ thực hành điều thứ 7 mà không thực hiện các điều kia. Nói như một chuỗi mắt xích nối liền nhau, tương quan với nhau. Vì rằng muốn khai mở chánh trí phải diệt trừ xong ác kiến, có phá được ác kiến mới mở được vòng đạo mà tiến tới cứu cánh đạt thành đạo quả. Cứu cánh của đạo Phật là hoát khai trí tuệ. Mọi phương pháp tu hành đều đưa đến hoát khai trí tuệ. Trong Bát Chánh Đạo, một chánh định suy gẫm chân chánh có công năng khai mở trí tuệ, giúp tuyệt mọi phiền não mê lầm để được hoàn toàn giải thoát. Trong lục độ cứu cánh của tu Bồ Tát hạnh cũng là hoát khai trí tuệ. Do đó muốn đạt tới trí tuệ phải hành cho được điều răn thứ 7 để dẹp trừ ác kiến. Diệu dụng của pháp môn tu nhân học Phật do Đức Huỳnh Giáo Chủ hoằng hóa là ở chỗ hành xử 8 điều răn cấm. Khi thực hiện xong điều thứ nhất, tức là đã hoàn thành đạo nhân của Khổng giáo, nhưng vẫn chưa đủ vì còn phải tu luyện nhiều hơn để được khai tâm. Và khi đã khai tâm, từ điều thứ 2 đến điều thứ 6 còn phải tiến lên khai trí điều thứ 7 để bước vào con đường đạo, hầu đạt được giải thoát vãng sanh về cõi cực lạc điều thứ 8. Tóm lại, muốn được thấy chân tâm hay Phật tánh, con người trước hết cần phải diệt được những dục vọng, những cám dỗ thấp hèn. Muốn được vậy, cần phải có giới luật để kiềm chế. Giới luật ở đây là 8 điều răn cấm. Nó có công dụng như một cái áo choàng bằng da thật dày che phủ con người. Còn lục dục, thất tình như các giống vi trùng, ruồi muỗi lúc nào cũng sẵn sàng châm chích làm hại người tu. Nếu không có áo da bao bọc thì thân thể người tu sẽ dễ dàng té ngã, trễ nải con đường tu niệm. Kính thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi loạt bài 8 điều răn cấm. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần công dụng của 8 điều răn cấm. Thưa quý vị, 8 điều răn cấm mới nghe qua, chúng ta thấy rất đơn giản, nhưng công năng và diệu dụng rất sâu rộng và nhiệm màu vô cùng. Tác dụng của 8 điều răn cấm có thể chia làm 4 phần. 1. Bảo trợ tôn chỉ học Phật tu nhân. Một con lộ cần có 2 bờ lề, một cái cầu tre phải có 2 hàng lan can để bảo vệ cho xe cộ, cho người khách bộ hành khỏi bị trợ té ra ngoài, khỏi sa vào hầm hố nguy hiểm để đi nốt đoạn đường. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Cái đàn ấy chính là tôn chỉ học Phật tu nhân. Ngài dạy cho toàn thể tín đồ y cứ theo đó để tu tiến, và muốn cho không bị lệch lạc, Ngài cho đóng 2 bên lề 2 hàng rào để bảo trợ, tức là 8 điều răn cấm. Như chúng ta thấy trong điều răn cấm thứ nhất, nó vừa giúp cho hành giả hoàn thành nhân đạo, vừa làm nền tảng bước lên Phật đạo. Như xa lánh tứ độ tường và giữ tròn luân lý tam can ngũ thường, mà trong ngũ thường
lại có chữ nhân và chữ trí. Nhân là hột giống từ bi của Phật, và trí là ngọn đuốc soi sáng lối đi ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Sau khi hành xong điều răn thứ nhất, hành giả đã có nền tảng căn bản rồi, thì từ điều thứ hai cho đến điều thứ sáu, Ngài dạy tín đồ vừa phá trừ dị đoan mê tín, vừa rèn luyện các đức tánh thiện mỹ khác để chuyển sang điều răn thứ bảy và điều thứ tám, hoàn thành Phật đạo. 2. Tóm lược yếu pháp Phật giáo Hòa Hảo. Nghiên cứu kỹ qua giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, ai cũng thấy Đức Huỳnh giáo chủ đã đưa ra một diệu pháp cốt yếu cho phương trình tu học. Học Phật là thiền tịnh song tu, tức là hành giả vừa tu tự lực và vừa tu cầu tha lực. Thế nên trong điều thứ bảy, Ngài dạy tín đồ dùng sức tư duy, suy xét của mình mà phát triển chánh trí, mới phá tan các phiền não, ác kiến để được cái nhìn chánh kiến đúng với sự thật, chân lý, không còn lầm lạc trong luân hồi sinh tử. Ấy gọi là thiền tông. Kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Đến điều thứ 8, Ngài dạy tín đồ tu cầu tha cứu tha độ tịnh độ. Trước nhất mở lòng vị tha bác ái, thương yêu đoàn kết với mọi người để dìu dắt lẫn nhau cùng tu cùng tiến, nhất là chuyên tâm niệm Phật làm lành cho đến khi được trọn lành trọn sáng. Nếu chưa thành đạo tại thế gian, cũng được oai đức của Đức Phật A Di Đà tiếp độ về cõi cực lạc. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. 3. Gồm đủ giới luật cho các hạng tu chứng. Xưa nay người tu có nhiều hạng, do đó sự trì giới tất nhiên có nhiều ít khác nhau. Như hạng tại gia thì giữ ngũ giới, thế thì ai thi hành được điều thứ nhất, trong đó có ngũ thường, thì đã giữ được ngũ giới. Hạng xuất gia thì giữ thập giới, hay 250 hoặc 348 giới. Xong, dù có bao nhiêu giới cũng giúp cho hành giả tánh tướng đều thanh tịnh, tức được trọn lành trọn sáng. Thì đây, trong điều 7 và điều 8, giúp cho hành giả tu đạt chánh trí và chánh kiến, dẹp hết 10 món phiền não căn bản, tức là ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Được như vậy thì 84.000 trần lao phiền não đâu còn. Cho nên nói 8 điều răn cấm có diệu dụng, gồm đủ giới luật cho các hàng tu chứng. 4. Hàm nhiếp tam tụ giới của các hàng Bồ Tát. Thuở Đức Phật Thích Ca còn trụ thế, Ngài có lên cung trời phạm võng thuyết kinh phạm võng Bồ Tát giới cho chư Bồ Tát nghe và trì hành. Đại cương trong đó gồm những điều răn dạy để ngăn ngừa việc ác và phát triển điều lành, mà luật tạng gọi là tam tụ giới. Đó là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện nghiệp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Có nghiên cứu qua 8 điều răn cấm mới thấy Đức Huỳnh giáo chủ dạy rất phù hợp với tam tụ giới nói trên. A. Nhiếp luật nghi giới, giữ giới để tránh những điều xấu ác. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lúc nào cũng gìn giữ tam nghiệp thân, khẩu, ý, không để quấy phạm một tội ác nào. Như điều 1, tránh xa tửu sắc tài khí. Điều 2, bỏ tánh lười biếng, giải đãi, thù hận, sân si. Điều 3,
trừ lòng tham lam ích kỷ, lợi dụng tiền tài, xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều 4, chừa ác khẩu. Điều 5 và điều 6, không sát sanh và mê tín dị đoan. Điều 7, diệt sạch mê si tà kiến, gốc tội lỗi. Điều 8, giữ được trọn lành, trọn sáng. B. Nhiếp thiện nghiệp giới. Giữ giới để hoàn thành hạnh nghiệp tốt lành. Như điều 1, sử diễn tam can ngũ thường. Điều 2, tu được các đức tánh cần kiệm, khoan dung, nhẫn nhục. Điều 3, rèn luyện đức tánh thanh đạm, cương trực và chân chánh. Điều 4, hành được chánh ngữ. Điều 5, được đức hiếu sinh và chánh tính. Điều 6, được tánh tiết kiệm và bố thí. Điều 7, được chánh trí và chánh kiến. Điều 8, được lòng từ bi và đoàn kết, tự giác, giác tha và trọn lành, trọn sáng. C. Như ích hữu tình giới. Nương giới để làm lợi ích cho các giới chúng sanh. Như điều 5, thể hiện lòng nhân nghĩa và đức hiếu sinh. Điều 6, thực hành pháp bố thí. Điều 8, thi thố đức bác ái vị tha. Lúc nào cũng muốn mình cùng mọi người, mọi giới đều được an vui, giải thoát. Tổng kết 8 điều răn cấm tuy thấy giản dị, nhưng nếu người trì hành chính chắn sẽ được công dụng vô biên. Có lần Đức Huỳnh giáo chủ sắp 8 con số 8 thành bài toán cộng, rồi Ngài cộng xuống thành ra đáp số 1000. Ngài nói, đây là phần sự của bài toán mà thôi, còn phần lý của nó là 8 điều răn cấm. Và Ngài cho biết, nếu ai giữ đúng không vi phạm 8 điều răn cấm, sẽ được 1000 việc phước nhân. 1000 việc phước nhân ấy có diệu năng đưa mình đến hội Long Hoa hay về cõi Cực Lạc. Tóm tắt 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh: muôn hạnh, muôn giới, cho người tu từ tại gia cư sĩ đến người xuất gia, từ hàng thinh văn đến Bồ Tát đạo, tùy theo tâm đức và công năng thọ trì của mọi hành giả mà hạng nào cũng đạt được kết quả như ý. Kính thưa quý vị, bài 8 điều răn cấm đến đây đã hết. Xin chân thành kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung.